Mặt nạ là một trong những biện pháp hữu hiệu để làm đẹp da và dễ thực hiện. Tuy nhiên, việc áp dụng sai quy cách sẽ dẫn đến tác dụng ngược lại, dị ứng, phát ban da, hoặc không có tác dụng. Một sử dụng bất kỳ mặt nạ nào. Hiện nay, có rất nhiều loại mặt nạ làm trắng, ngăn ngừa nếp nhăn, vết thâm sạm hoặc đốm mờ. Nhưng nhiều loại mặt nạ không phù hợp với da và kết quả bạn không đạt được như mong muốn. Chúng ta có 4 loại da cơ bản là da nhờn, da khô, da hỗn hợp và da nhạy cảm. Nên hiểu làn da của bạn một cách rõ ràng nhất trước khi sử dụng mặt nạ. Điều này sẽ giúp bạn tránh được dị ứng về da và dễ dàng giúp nhiều chất dinh dưỡng thẩm thấu vào da từ mặt nạ hơn. Khi lựa chọn mặt nạ chăm sóc da, cần phải dựa trên các tiêu chí làm trắng da hoặc loại da để lựa chọn cho phù hợp. Nếu bạn chọn mặt nạ làm trắng cần quan tâm về các thành phần như chanh, dâu tây, sữa chua, dưa chuột, lô hội, khoai mỡ. Chúng là những thực phẩm làm trắng da rất tốt. Còn nếu họ chọn để giữ ẩm cho làn da thì nên xem xét các yếu tố như collagen, chiết xuất rong biển. Có một số loại mặt nạ chứa vitamin C từ chanh, cam thảo chứa nhiều axit làm trắng mà bạn không nên dùng trong ngày vì nó có thể dễ dàng bị ảnh hưởng bởi tia UV kích thích sắc tố da làm cho da tối hơn. 2. Sử dụng mặt nạ hàng ngày. Nhiều phụ nữ nghĩ rằng bởi vì mặt nạ dưỡng da có rất nhiều chất dinh dưỡng, nên đắp mặt nạ hàng ngày sẽ rất tốt, thậm chí lên đến 2-3 lần một ngày để bổ sung chất dinh dưỡng cho da. Điều này là hoàn toàn sai. Việc đắp mặt nạ liên tục có thể làm mất lớp dầu trên bề mặt da của bạn, làm da mất khả năng đàn hồi và tự chống lại tác động môi trường. Đặc biệt là với làn da nhạy cảm, sử dụng mặt nạ mỗi ngày sẽ gây ra phản ứng dị ứng và mẩn đỏ. Theo nghiên cứu, thời gian hợp lý để sử dụng mặt nạ là 2 lần một tuần. Trước khi đắp mặt nạ, bạn xông mặt bằng hơi nước hoặc rửa mặt bằng nước ấm, để lỗ chân lông giãn ra và hấp thụ chất dinh dưỡng từ mặt nạ tốt nhất. 3. Sử dụng mặt nạ tự chế. Chúng tôi có thể nói rằng mặt nạ tự chế là khá an toàn và tiết kiệm chi phí cũng như nhiều thời gian của bạn. Tuy nhiên, bạn có thể thấy rằng mặt nạ tự chế chỉ có hiệu lực tại thời điểm đó, hoặc chỉ có hiệu lực sau một thời gian dài áp dụng. Đó là bởi vì mặt nạ tự chế sử dụng nguyên liệu từ thiên nhiên, chưa đi qua một số xử lý khoa học. Vì vậy các chất dinh dưỡng trong mặt nạ không được xử lý làm cho nó khó hấp thụ vào da. 4. Bỏ qua vùng da quanh mắt. Có đến 80% phụ nữ khi đắp mặt nạ thường quên vùng da quanh mắt. Trong thực tế, đây là khu vực da cần được chăm sóc nhiều hơn cả. Vùng da quanh mắt rất mỏng, chỉ bằng 1/4 da bình thường, vì vậy chúng thường dễ bị lão hóa và nếp nhăn hơn các khu vực khác. Để bảo vệ và cung cấp dinh dưỡng cho da, bạn chỉ nên sử dụng mặt nạ tự nhiên như dưa chuột, khoai tây hoặc lô hội để dưỡng ẩm cho da quanh mắt. Bên cạnh đó, trước khi bạn đi ngủ, đừng quên sử dụng kem dưỡng ẩm để đạt được hiệu suất tốt nhất. 5. Mặt nạ quá dày hoặc quá mỏng. Với mặt nạ tự nhiên từ trái cây tươi, bạn có xu hướng cắt lát rất mỏng và đắp không kín tất cả các bề mặt da. Điều này làm cho da không được chăm sóc, các chất dinh dưỡng chưa được hấp thu vào da đã có thể bị khô. Mặt nạ dày sẽ giúp nhiệt độ da tăng lên, thúc đẩy các tế bào da tuần hoàn máu và thâm nhập khuếch tán các chất dinh dưỡng tốt hơn. Vitamin và protein trên bề mặt của da sẽ xâm nhập vào lớp biểu bì giúp da mịn màng. Tuy nhiên, bạn cũng cần phải chú ý mặt nạ không quá dày, gây tắc lỗ chân lông, ảnh hưởng đến tính thấm các chất dinh dưỡng da. 6. Sử dụng mặt nạ lột. Nhiều người tin vào quảng cáo hoặc kem làm trắng da loại bỏ mụn trứng cá, mụn cám và sử dụng chúng triệt để. Loại mặt nạ này có thể có hiệu quả gần như ngay lập tức, nhưng nó sẽ mang lại tác dụng ngược nếu bạn sử dụng quá nhiều và không đúng cách. Thông thường, mặt nạ lột sẽ loại bỏ da chết hoặc bụi bẩn, bã nhờn trên da, nhưng sử dụng lâu dài sẽ làm cho làn da của bạn mỏng hơn, dễ bị tổn thương và nhạy cảm hơn dưới ánh mặt trời. Hơn nữa, chúng cũng làm to lỗ chân lông của bạn và ảnh hưởng ít nhiều đến tính đàn hồi của da. Vì vậy, hãy xem xét một cách cẩn thận trước khi sử dụng mặt nạ lột cho làn da của bạn. Vì sự an toàn và để tránh thiệt hại cho da, bạn nên sử dụng các loại mặt nạ lột tự nhiên như lòng trắng trứng hoặc gel lô hội, và chỉ nên sử dụng 2-3 lần một tháng.